Trong quá trình sử dụng điện thoại hàng ngày, vấn đề hao pin và cần sạc thường xuyên ngày càng trở nên phổ biến. Nguyên nhân có thể do chất lượng pin và thói quen sử dụng, nhưng phương pháp sạc cũng quan trọng không kém. Sạc không đúng cách có thể làm hỏng pin, giảm hiệu suất hoặc gây nguy hiểm như cháy, nổ. Điện thoại thông minh hiện đại thường dùng pin lithium dần với mật độ năng lượng cao và tỷ lệ tự xả thấp. Tuy nhiên, sạc quá mức hoặc sạc ở nhiệt độ cao có hại cho pin. Khuyến nghị không nên sạc đầy 100%, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao, và sạc ngắt quãng hoặc chỉ tới 50% đến 80% sẽ tốt hơn. Sai lầm phổ biến khi sạc bao gồm việc sử dụng sạc không chính hãng không tương thích với máy và thói quen sạc qua đêm. Các sạc không chính hãng có thể gây hại cho pin, còn sạc qua đêm làm giảm tuổi thọ pin. Lựa chọn sạc phù hợp và sạc đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ pin điện thoại.